nhiều người đã lựa chọn ăn táo giảm cân nhằm lấy lại vóc dáng thon gọn như mơ ước. Vậy ăn táo có thực sự giảm cân hay không? Chúng ta nên ăn táo như thế nào để an toàn cho sức khỏe và đẩy lùi tình trạng thừa cân? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất nhưng lại rất ít calo. Do vậy, chúng thường tin dùng khi có ai đó muốn giảm cân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ăn táo giảm cân sao cho hiệu quả. Hãy cùng với Blog Đẹp đi tìm hiểu những thông tin cụ thể về phương pháp giảm cân bằng táo trong video này nhé! Ăn táo có tác dụng giảm cân hay không? Táo là thực phẩm chứa ít calo và giàu chất xơ. Chỉ với 116 calo và 5,4g chất xơ trên mỗi một quả táo lớn. Chính vì thế mà táo được xem là thực phẩm hỗ trợ giảm cân rất là tốt. Do lượng chất xơ cao ở trong táo sẽ khiến bạn no lâu hơn cho tới bữa ăn tiếp theo. Không chỉ có vậy, khi ăn táo thường xuyên, lượng đường trong máu sẽ giảm xuống và giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi, phát huy việc đốt cháy mỡ thừa và chuyển hóa năng lượng nhanh hơn. Chính nhờ những điều này, táo luôn đứng đầu trong danh sách những loại quả giúp giảm cân tốt nhất. Tham khảo 5 cách giảm cân với táo hiệu quả nhanh chóng. Nếu chưa biết cách ăn táo giảm béo như thế nào, các bạn có thể tham khảo ngay các cách chế biến ngay dưới đây để có thể áp dụng ngay bạn nhé. 1. Táo ta kết hợp với sữa chua và chuối giúp giảm cân hiệu quả. Bạn có thể ăn táo giảm cân kết hợp với sữa chua và chuối cho bữa ăn nhẹ hoặc là bữa ăn chính của mình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng combo này để làm sinh tố, giúp bạn vừa ngon miệng lại vừa giảm cân. Hơn nữa thì món ăn này cũng rất là tiện dụng, bạn có thể ăn ở bất cứ đâu, kể cả khi bạn bận bịu. 2. Giảm cân với táo xanh và trứng trong vòng 3 ngày. Đây là một combo giảm cân tuyệt vời. Sự kết hợp này không chỉ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa mà còn đề tốc cơ thể một cách hiệu quả nhất. Táo và trứng không những mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn chứa rất ít calo. Tuy nhiên, những thực phẩm ăn kiêng giảm cân này có thể sẽ khiến bạn mau đói. 3. Ăn khoai lang luộc và táo cho bữa sáng giảm cân. Là thêm một gợi ý nữa cho bữa sáng hoặc là bữa ăn nhẹ của bạn, khoai lang và táo đều là hai thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bất kỳ ai muốn giảm cân đều không thể bỏ qua hai loại thực phẩm này. Táo thì chứa nhiều chất xơ và vitamin, trong khi đó khoai lang chứa một lượng cáp lành mạnh. Cả hai sẽ giúp bạn no lâu hơn, đồng thời cung cấp năng lượng hoạt động cho bạn khởi động một ngày mới. 4. Cách ăn táo tàu giảm cân hiệu quả vừa trôi. Từ lâu, táo tàu được biết đến là một loại trái cây mà giàu chất dinh dưỡng. Táo tàu giúp bạn bổ sung vitamin A, C, B2 cũng như canxi, sắt và phốt pho. Hơn nữa, thực phẩm này chỉ chứa 80 calo cho mỗi 100g. Vì vậy mà không chỉ giàu dinh dưỡng, táo tàu còn hỗ trợ giảm cân rất tốt. 5. Cách làm đề tốc giảm cân bằng táo quế hiệu quả. Giảm cân với nước táo quế được xem là loại nước có thể hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đẹp da và giảm cân hiệu quả. Các bạn có thể dùng táo Mỹ, táo xanh hoặc là kết hợp cả hai để làm nên món đề tốc giảm cân hiệu quả trong ngày hè nắng nóng bạn nhé. Hướng dẫn cách làm đề tốc táo quế giảm cân. Bước 1. Chuẩn bị một quả táo, một mảnh quế khô, lá bạc hà, nước lọc. Bước 2. Rửa sạch táo, cắt lát mỏng, bỏ hạt. Bước 3. Cho quế, táo và bạc hà vào với nước lọc. Bước 4. Để vào tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng rồi sử dụng trong ngày. Ăn táo giảm cân như thế nào cho đúng cách? Việc ăn táo có giảm cân hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách ăn của mỗi người. Theo đó, nếu dùng táo với mục đích giảm béo, các bạn cần nắm rõ những kinh nghiệm như sau. 1. Bổ sung táo vào thực đơn hàng ngày giúp bạn giảm cân. Thay vì khổ sở với thực đơn ăn kiêng không khoa học, bạn nên bổ sung 2-3 quả táo tươi ngon vào trong thực đơn mỗi ngày để kế hoạch giảm cân nhanh chóng mang lại nhiều hiệu quả. Vốn là thực phẩm lành mạnh, dễ ăn, bạn có thể ăn táo trước các bữa ăn hoặc là sau các bữa ăn chính sẽ giúp cải thiện cân nặng đáng kể. 2. Ăn táo vào lúc đói. Như đã nói ở trên, táo giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, do đó ăn một quả táo vào những lúc đói. Trước giờ cơm trưa, xế chiều, khuya chính là cách để chống đói nhanh chóng và hiệu quả nhất. Và bạn cũng đừng quên bổ sung đủ nước để cơ thể thải độc, cho da tươi sáng, khỏe tự nhiên và hạn chế những cơn đói khó chịu trong suốt quá trình giảm cân nha. 3. Một ly nước ép táo kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý. Ăn táo giảm cân đúng cách là khi bạn xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý gồm protein, vitamin, khoáng chất, chất béo có lợi và một ly nước ép giảm cân đẹp da, ngon bổ dưỡng, giàu dinh dưỡng sẽ giúp bạn có một thân hình hấp dẫn. Ngưng sử dụng chất kích thích, rượu, bia, cà phê cũng sẽ góp phần giúp quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi. Trên đây là những gợi ý ăn táo giảm cân giúp bạn lấy lại được số đo cân nặng như mong muốn của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mong rằng những thông tin này của Blog Đẹp giúp ích cho các bạn cho hành trình lấy lại vóc dáng của mình, bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà Blog Đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh.
Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.